chào nhà nhé. Hôm nay đúng là chiều chiều chủ nhật nhé. Lúc này khoảng là tầm 1 giờ này. Đấy. Hôm nay giúp ông Hoàng này. Giúp ông Hoàng này đây. Khách này. Đấy nha. Khách cái chuyện là bình thường là đây là xe này. Vấn đề là kẹt xe này, lần đầu tiên kẹt xe Phan Thiết này. Đấy. Đây thực tế 100% nha. Đấy, xe du lịch tới này. Đấy, Vũng Tàu cũng có biển mà nó sang Phan Thiết chơi. Thế mới lạ, chỉ tỏ là cái thằng Vũng Tàu mình chắc nó có vấn đề gì nó qua đây đúng không? Cái này nó chia sẻ thật nha đây. Đấy, hai thằng Vũng Tàu này. Đó, thấy không? Đó. Chắc chắn nó có vấn đề gì nó sang đây nó chơi. Đấy thì vấn đề mình nói như thế là các bạn hiểu sao hiểu nhé. Mình cũng không nói là Vũng Tàu dơ bẩn hay là Vũng Tàu sao hay về đây sạch. Nhưng mà các bạn cả nhà nhìn thấy uy tín chưa? Nào, đó. Chỗ này là dốc ông lầu ông Hoàng nhá. Đây, ngay cửa ngõ luôn. Ngay cửa ngõ vào khu du lịch này, nhà thế kia. Xe này. Lần đầu tiên đấy xe nó kinh khủng này thấy không? Xe mức độ thế này thì các bạn nghĩ là sao? Bình Thuận có sống hay chết? Đấy. Đây, xe ta những xe gọi là kinh khủng luôn này. Lần đầu tiên mình thấy gọi là cái khu gọi là cửa ngõ khu du lịch ở ngoài chỗ Hàm Tiến này nó kẹt xe. Mà cụ thể là ngay đầu ông Hoàng nhé. Đấy. Các bạn nhìn cái đoạn này là biết rồi đúng không? Này, này. Đấy, cơ sở cho một nắng này. Đấy. Xe này. Đấy. Rồi ta sẽ chào khán giả phát thế nào. Đấy, rất là tươi nhé. Đây, thực tế 100% này nhé. Cái kênh của mình là chuyên kênh quay về sân bay với này đường cao tốc các bạn nhé. Cả nhà xem được thì nhớ chia sẻ cho mình nhé. Hôm nay là mình vô tình mình đi mà muốn né về thôi. Đấy, thì mình gặp cái trường hợp này mình quay cả nhà xem này. Đấy, không view câu nào gì hết. Đấy, thực tế nhé, 100%. Này, xe hiện tại bây giờ đang là kẹt này. 1 giờ trưa nhé. Đấy, kẹt luôn nha các nhà thấy không? Chứng tỏ là khu du lịch Phan Thiết là rất đắt khách. Tại sao là đắt khách vì cả nhà biết sao? Vì lý do là giá phòng rẻ, đồ ăn thì cũng rẻ, cân chính xác. Đấy, không cân gian dối. Thế còn nhà nào mà Phan Thiết là sao đến Phan Thiết mà chưa book phòng được ấy thì cứ gọi cho mình nhé. Mình sẽ book cho cả nhà. Mình giới thiệu thôi chứ mình không phải là không book phòng cho cả nhà mà giới thiệu cho cả nhà chỗ nào rẻ nhá. Ăn ngon chỗ nào rẻ, phòng ok. Đây. Cả nhà thấy chưa nào? Xe kẹt bây giờ khoảng tầm có 15 phút rồi. Vẫn đang kẹt xe. Đây, đấy, lịch sử Phan Thiết đúng chưa? Đấy, lần đầu tiên mình đi giờ này mình quay nhỉ. Tức là chứng tỏ là cái này mấy tháng rất đông rồi cả nhà. Đấy, này. Lần đầu tiên mình đi mình gặp cái trường hợp thế này. Thì mình nghĩ tại sao nó đông người thế này là vì lý do là tại sao là các bạn tự hiểu đúng không? Khách là nó tất nhiên là đến đây là phải biển là phải đẹp này. Đấy, giá hợp lý, ok chưa? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái quan trọng là cái mát mẻ này nhá. Riêng cái chỗ Bình Thuận này là lúc nào chỉ có Bình Thuận thôi. Đấy, không phải là nóng quá nhá. Đây mình quay cái view, triệu view cho cả nhà xem này. Đây mình đang ở lầu ngoài nhá. Đây mình quay hết cho cả nhà thành phố Phan Thiết xem này. Đó. Đây là view đẹp nhất nhá cả nhà nhá. Đấy. Đây, cả nhà thấy view đẹp không? Đó, toàn bộ mình quay cảnh Phan Thiết này. Đấy giờ mình đi 15 phút nhưng mà xe vẫn kẹt, bây giờ mới thoát được một tí này. Đó, dưới này là thành phố Phan Thiết đó. Rồi mình chào cả nhà nha, cả nhà xem được video mình nhớ chia sẻ nha. Mình chào Phan Thiết cho khán giả cho xứ này. Xem có vẻ nhăn nhó thế nhỉ.